Chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì chú có quay lại quán đồ cũ vì cũng có nhiều anh chị em có hỏi về loa bầu Component 5. Thì loa máy tính á. Thì hôm nay thì ở cái quán này nó có mấy bộ lên? Ba bộ lên nên em quay lại một lượt, quay hình như trước cũng có một lần em quay nhưng mà trước nó hình như có một bộ hay là hai bộ gì đó. Giờ này có ba bộ thì em nhân tiện em quay luôn cho quý anh chị cô chú của các bạn cùng tham khảo cái mấy bộ loa bầu Component 5 này quý vị nhé, loa máy tính nhé. Thì đây là có hai bộ đồng giá và một cái bộ này nó giá thấp hơn một chút. Nói chung Component 5 thì là nó trong dòng loa vi tính thì nếu mà nói là số 2 thì cũng ít cái có thể nói là số 1 dòng loa vi tính. Về chất âm, về cái công suất, về cái thương hiệu các thứ. Đấy thì đây con đầu tiên. Đây thì chỉ có giá thôi và công suất các thứ thôi chứ không có sản xuất năm nào. Đây vỏ hành 3 tháng, bô Component 5 nha quý vị. Giá cả thuế là 27.500, tương đương khoảng tầm 6 triệu Việt Nam đồng rồi. Đấy, ngoài cục này nó nặng lắm, cục này nặng hơn chục cân. Cả bộ này gửi về Việt Nam rơi tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu tiền cước là bình thường. Nói chung cái bộ này là 6 triệu nhá, bộ này là 6 triệu. Nói chung về Việt Nam rơi tầm 9 triệu một bộ như thế này. Ngoại quan thì nó vẫn còn rất là đẹp chứ quý vị. Nó quay gần cho quý vị cùng xem. Lấy nét tí cho nó nét. Đấy. Ngoại quan rất là đẹp. Ở đây thì trên cái tem này thì người ta in ra chắc là cũng không có sản xuất ở đâu. Ở cái tí kèm này em sẽ xem ở đây. Có hai cái loa con có cả cần đầy đủ nha quý vị. Ở đây thì có không có sản xuất ở đâu. Sản xuất thì chắc phải lật ở phía sau. Ở đây rồi. Made in China nha quý vị nhé. Engineer in the USA. Made in China. Là design thì thiết kế theo của Bow Component của Bow Corporation ở Mỹ nhưng mà lắp ráp sản xuất thì ở nhà máy ở Trung Quốc. Đấy, con này có cổng USB, có dây nguồn, dây điện, các thứ đầy đủ hết. Đấy, không có hộp. 108W. Đấy. Còn bên này thì con này nó có vẻ là nó đẹp đấy chứ, nhưng mà sao lại nó lại rẻ hơn nhỉ. Con này thì cũng đầy đủ thông tin mà giá 2 man và cả thuế vào là 22.000 yên. 22.000 yên rơi vào tầm độ 4 triệu 7 Việt Nam đồng gì đó, 4.6 triệu gì đó thì phải. Gửi về Việt Nam nữa thì nó rơi vào tầm 8 triệu. Đấy. Nó sẽ rẻ hơn mấy con này là 1 triệu. Đấy. Tức là sản xuất thì cũng là Made in China đó. Đây, sau này có hộp, có giấy tờ, giấy cáp các thứ đầy đủ hết, chứ không có hộp đó. Nên sản xuất thì chắc là vẫn ở Made in China. 108W. Em ra phía sau quay xong, shopping phía sau một tí cho quý vị cùng xem. Đây là phía sau của ba cái loa nhà quý vị nhá. Ở đây thì Corporation Premium West A là. Đấy, thì tất nhiên là đều là design USA hết. Mà sản xuất lắp ráp thế. À một con này made in Mexico. Đây made in Mexico quý vị ạ. Đây. Made in Mexico này. Con này cũng made in Mexico ấy. Made in Mexico hết. Nói chung ba cục to này thì sản xuất ở made in Mexico. Ba cái chắc mấy cái loa con trên kia chắc là lắp ráp ở Trung Quốc, còn ba cái cục to này thì là ở Mexico hết nha quý vị nhá, có thể đảm bảo được cái việc đó, chất lượng âm thanh ok đấy. Đấy thì ba đây ba con Bosco Component 5 made in Mexico ấy, cục trầm made in Mexico, loa con thì made in China. Đây này rất nhiều loa này, đây có một bộ loa bầu acoustic AM5 đấy, series 3. Tiện thì em lại quay luôn quý vị cùng coi nhé.
giá 18.700, tương đương khoảng tầm 4 triệu, hơn 4 triệu. 1 triệu 1 chứ 4 triệu 2 ạ. Là 2.1. À, 6 ôm. Bảo hành 3 tháng, giá mới là 59.800, gấp 3 lần. Đây là có 4 con đó. Con này không biết là không thấy ghi thông tin ở đâu. Đây thì nó không thấy thông tin, chắc là cái hộp phía sau là cái đây là to nặng, em cũng không tiện quay lại vì cầm một tay rồi. Nên em cũng không quay lại được. Anh chị thông cảm giúp. Đây thì đầu này có một bộ bow 501Z. Nhiều bác hỏi có 501 không thì nhân tiện đây thì em thấy cũng quay luôn rồi. Cục loa con dây cáp thì ở trên hết. Con này thì 30.800 rơi vào tầm 6 triệu rưỡi. Loa hai way 3D và điện trợ là 4 ohm. Đấy. Đây, em sẽ quay hơi khó nhìn rồi. Đấy. Con này thì dòng này nó hơi to, hơi xấu, nó không được đẹp như kiểu M5 hay là Commander. Đấy, đây là mấy cái bộ loa mà ở bầu ở đó quán đang còn. Tiện em quay lại cho quý vị cùng xem. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.